đồn chờ chân anh nhớ về anh, một hoa anh yêu về anh, một mùa thu anh yêu em rất nhiều, và mùa xuân anh lại không nhớ em. Khi anh nghĩ về em, một tay nữa anh nhớ về em, một tháng nữa anh yêu em rất nhiều, và năm nữa anh lại không nhớ em. Này anh không đến nguyện cầu, nhìn ngày tháng nữa buồn trong anh, không thể nào nhớ được gì. Anh yêu rằng anh sẽ nhớ được em, cảm giác đó trong lòng anh, và chỉ nhớ trái tim của anh, chẳng thể nào nhớ được gì. Anh yêu rằng anh sẽ nhớ được em. Ừ, bà chị. Với phần nhận xét của cuốn huấn luyện viên dành cho thí sinh nam duy nhất của chương trình ạ. Em hãy giới thiệu về tên của mình. Em xin tự giới thiệu, em là Lâm Mỹ Kìn. Kìn à? Vâng. Chào Kìn. Sự thì mình thấy Kìn hát về đây rất là có cảm xúc. Khi mà bạn hát thì mình có để ý là ánh mắt của Kìn hoàn toàn tập trung vào mình khi hát bài này, đúng không ạ? Vâng, mặc dù rất tối nhưng mình có thể vẫn nhìn ra ánh mắt của bạn đang chú ý về phía ai. Vậy là câu trả lời đã quá rõ, nên bây giờ tôi nghĩ là những phần nhận xét của thí sinh, những huấn luyện viên đây đều là vô ích. Em hãy chọn đi. Chọn đi Kìn. Em biết em làm tôi liên tưởng đến ai không? Một ca sĩ rất nổi tiếng ở tại Mỹ, Justin Bieber. Kìn Bieber, hãy chờ tôi. I love you Kìn. Em có thể nói lại cả tên cả họ được không ạ? Tên của em là Lomi Kìn. Lomi Kìn. Em nói không, em tên là Kìn, nhưng chị ấy lại bảo em tên là Kìn. Thôi thì hai giám khảo kia, em nghĩ là em sẽ không chọn đâu, không phải nói. Kìn bác trưởng. Tôi rất thích em, một cá tính rất thẳng thắn. Trong hai vị giám khảo vừa phát biểu, em thấy một hình bóng mà một người bạn của em ở trong một trong hai vị giám khảo ấy, một người rất giống mất trí nhớ, anh Huy Đạt. Em chọn anh.